kẻ giàu vì tiền, người đẹp vì lụa, âm ly cũ muốn hát hay thì phải có mic đa năng. À, làm câu thơ tặng các bác thế thôi, chứ các bác nhìn là các bác cũng biết rồi. Mic đa năng không dây, mắc 21. Mic này á, em không cần phải nói nhiều thì các bác cũng đã được trải nghiệm những cái video trước là về chất lượng âm thanh. Nhưng mà các bác vẫn chưa biết là khi mà cắm vào âm ly thì là âm ly cũ á, phát sóng có tối đa hay không và bắt sóng có ổn hay không. Thì bây giờ em sẽ trải nghiệm cho các bác nghe thử nha. Đây, các bác nghe thử xem nó xứng đáng này. Em nói thiệt, các bác nhá, mắt 21 chưa tin ngay cho cả. Như các bác có hỏi là lấy lượng micro luôn, nó bắt sóng xa nè. Đi ra đây là không những em các bác 2 mét, cái điểm bình thường, 4 mét cái điểm bình thường, bao nhiêu mét cái lượng. Bởi mới nói là âm ly hay này, ta đang muốn hát hay này, nó thành là mới có biết ta đang được. Thì các bác lê 6 1, lê 6 1, cái cực kỳ hay này. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái hát dòng ca, ngọt ngào em bao tôi rằng anh đi không nhà để gặp nhau lúc em ngã những ngày hoa mộng đời ta. Nên vội vàng đi lên tỉnh mua cái mic đa năng không dây này về để sử dụng cho âm ly cũ ở nhà nàng. Nàng thích quá, nàng cưới tôi luôn. Bác nào tiếc á mà muốn đầu tư xin lời á thì nhanh tay sắm cho mình một cái con mic đa năng không dây về hát karaoke với âm ly cũ đóng bụi nhà chúng ta. Cực kỳ hay nha các bác. Đầu tư cái này hơi bị lời luôn. Lời cảm ơn em dành cho các bác đó nha.